Nghe ông ơi. Alo. Nghe ông ơi. Nam đấy à? Bảo đấy. Ok. Tôi làm ma cho ông Tâm Linh rồi đấy nhá. Ông phải làm sao cho sang xịn lên đấy. Sang xịn à? Đừng có làm mất mặt tôi đấy. Sang xịn à? Ok, tôi biết phải làm gì rồi. Vậy nhá. Ok. Rồi ok. Nhớ là đừng làm mất mặt tôi. Rồi, cảm ơn ông nhiều nhá. Ok nhá. I wanna tear myself apart and create something new. Oh, just leave me be. Dạ, ô tô số 5 Thủ Đức xin nghe ạ. Hôm bữa anh có qua bên em làm hai quả bi á. Dạ, bi đèn phong anh. Đúng rồi. Mà anh hỏi này, con Subaru của anh á. Dạ. Bây giờ lên cái đồ gì, nâng cấp đồ gì cho nó xịn trò hơn em nhỉ? Tại vì anh muốn là anh chở bạn gái anh đi chơi thì ngồi lên xe cảm giác nó đẳng cấp hơn ấy. Dạ, Su hả anh? Đúng rồi em, Su á, Subaru á. Dạ, nếu mà Su thì đẳng cấp hơn thì em nghĩ là mình đổ cửa hết đi anh. Tại vì khi mà anh đổ cửa hết á, anh đóng mở cửa nè, nó sẽ êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn như là mịt luôn. Đó, nó sẽ không còn cái cảm giác mà cửa va sầm sập rồi tạo ra tiếng động lớn như cái xe mình lúc ban đầu nữa anh à. Thì chị ngồi vào cũng đỡ giật mình hơn. Ồ, hay nhỉ. Dạ. Dạ, mà xe anh chưa gắn cam 360 đúng không anh? Đúng rồi, hôm bữa anh mới qua em có nâng cấp đèn thôi. Dạ, thì theo như em thì anh nên gắn cái cam 360 đi anh. Bởi vì cái cam này khi mà anh để trái để phải này thì nó sẽ hiển thị lên trên màn hình anh. Thì sẽ giúp anh quan sát rõ ràng hơn, nhìn vào nó rất là đẳng cấp và cái người vậy cái này làm lâu em nhỉ? Tại vì cuối tuần này anh đi chơi rồi ấy. Dạ cuối tuần thì dư thời gian anh ơi, không sao hết. Ok vậy thì bây giờ anh chạy xe qua luôn nhá. Dạ. Rồi ok em. Con xe đừng ồn thế nhỉ?